Mua sắm đồ gia dụng đã là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi gia đình ngày nay. Trong khi số người mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, thì việc xây dựng một website đồ gia dụng là sự lựa chọn tuyệt vời để đưa thương hiệu của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Đối với doanh nghiệp bán đồ gia dụng, việc sở hữu website có thể giúp bạn kết nối với khách hàng thông qua chatbot mọi lúc mọi nơi, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, một website đồ gia dụng tiện lợi có thể đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Thay vì đi đến tận từng cửa hàng, giờ đây, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian hơn khi xem sản phẩm trên website, tìm kiếm theo danh mục sản phẩm như nhóm sản phẩm bếp, nồi, lò nướng hoặc chậu rửa, xem chi tiết kích cỡ, chất liệu, công dụng, hạn sử dụng, bảo hành của đồ gia dụng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn phương thức vận chuyển và thanh toán trực tiếp ngay trên website, cũng như đăng ký thành viên để tích điểm thưởng và cập nhật khuyến mãi mới nhất. Hiểu được điều này, Nhơn Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang đến một website bán đồ gia dụng chuẩn SEO giúp bạn tối ưu hóa công việc thường ngày, cũng như quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả. Còn chần chờ gì mà không nhanh tay quét mã QR hoặc truy cập đường link trên màn hình để sở hữu một website bán đồ gia dụng chuyên nghiệp.